Kính thưa quý vị, nhân mùa lễ hội truyền thống nông nghiệp vào mỗi năm tại Thái Lan, gia đình hoàng tộc chủ lễ tại thủ đô Bangkok và tiên đoán năm nay nông dân trồng lúa sẽ được mùa. Buổi lễ đã được diễn ra tại một ngôi chùa vùng ngoại ô thủ đô Bangkok, Grand Palace, dưới sự chứng kiến của hoàng tử Maha Vajira Longkorn và thủ tướng Dinlat Sinawatra. Trong buổi lễ truyền thống cúng bái mùa màng năm nay, nhiều tiên đoán sẽ có những đợt mưa kéo dài sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành nông nghiệp. Gạo là một trong những ngành nông nghiệp xuất khẩu chính tại Thái Lan. Mùa màng đều tùy thuộc vào số lượng mưa rơi xuống. Bộ trưởng Nông nghiệp ông Niwat Suthimchakul nói rằng, theo các dự đoán từ cơ quan khí tượng quốc gia, năm nay sẽ có nhiều đợt mưa rào đổ xuống Thái Lan sẽ tạo điều kiện tốt cho ngành nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất cảng lúa gạo. Nhưng ngược lại, tại những vùng thung lũng thấp hơn mặt nước biển, có thể sẽ phải chuẩn bị đối phó với những cơn mưa lũ và ngập lụt. Sau buổi lễ, gia đình hoàng tộc, thủ tướng rải những hạt gạo xuống đất tượng trưng cho sự may mắn và sẽ gặt hái thành công trong mùa trồng trọt năm 2013. Thái Lan là một trong những quốc gia đứng hàng đầu trong lĩnh vực xuất cảng gạo trên thế giới. Mùa trồng lúa bắt đầu vào tháng 5 và sẽ gặt hái vào cuối tháng 11. Mưa là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho mùa lúa tại Thái Lan.